Nay tôi xin giới thiệu với các bạn là tôi sẽ trồng một cái chậu cây trường sinh. Thưa các bạn, cái chậu trường sinh này chúng tôi là dâm trồng bằng từ cành. Trường sinh nó rất dễ trồng. Đây, thân nó có thể nói là nó mọc rễ từ thân. Đây, chúng ta xem đây, có thân là nó đã bắt đầu mọc rễ nhỏ. Đây, đây thân đã có rễ. Đấy, chúng ta có thể cắt một đoạn cành có thân rễ sẵn. Chúng ta để trong vòng khoảng độ 3 đến 5 ngày ở chỗ mát để cho nó cái vết thương cắt nó liền lại. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành dâm xuống. 3 đến 5 cành chúng ta đã có thể dâm được một cái chậu trường sinh nhỏ. Đây là một chậu trường sinh tôi đã dâm sẵn. Đấy, tôi sẽ tiến hành trồng vào chiếc chậu. Và tôi đã chuẩn bị đây. Trồng chúng ta sẽ đặt một cái viên sỏi nhỏ xuống đáy chậu. Trường sinh là một cái loại cây ưa ẩm ở cái mức độ vừa phải, sức chịu dâm của nó cũng tốt, sinh trưởng phát triển mạnh vào mùa nóng. Mùa đông chúng ta lưu ý là tưới ít đi một chút, nó sẽ có thể giữ được cây tốt hơn. Đây, chúng ta nhẹ nhàng rút bầu cây ra. Cái trường sinh rất là vừa phải, đẹp. Với những chiếc chậu mà nó vừa sát hiệu bầu thế này, chúng ta lưu ý là trồng bằng đất rất là nhỏ, đã được xay nhuyễn đầy đủ những thành phần hữu cơ, cây phát triển được. Và thứ hai là nó sẽ dễ trồng. Nếu mà trồng đất cũng quá lớn thì đất hạt đất cũng quá to, chúng ta sẽ không đưa vào trong thành chậu được. Chúng ta có thể chèn nhẹ xuống để cho chậu nó kín và chậu ba đẹp. Đây là một chậu trường sinh tôi đã trồng xong, tiến hành tưới nước. Thường chậu nhỏ tôi tưới nước, tôi phun cả lá cây cho sạch luôn, và cũng là tưới ẩm mặt đất và cũng là làm cho chậu nó sạch luôn.